4
Mày chắc phải đứng dưới buổi trưa đó. Ừ. Yeah.
bạn được không? Tôm to ấy, lấy cái ông nữa, lại lấy ông này thì chả đã như thế, lướt cá luôn, cắm lợn ấy. Cho vậy, con này chết này, chưa chết đây, cho vợ ông nha. Có chị ngay. Nhiều tôm hết nhỉ? Ừ. Làm này nó sạch đúng không? Ừ. Ôi dồi.
đầy rồi ấy. Chiều nay tết bột thì cũng 10.000 đúng không? Nhờ. Chiều nay lấy về chiên thì nó nhỏ. Chiên thì nó canh thế ăn. Nhờ. Cá nó cũng thế. Đây rồi người ạ. Lấy lá nhét vào trong mình lại đi thả nhé. Hay là làm món cá nấu khế ở cái ống nứa ngon ấy. Ống nứa ngon này. À. Em cho cái mồi vào chưa? Cho vào rồi. Sao có cái đoạn cây dài nào ấy nhỉ? Ngồi xuống này chị đẩy nhá. Đó, ngồi xuống đi chị đẩy. Cái nào cũng có nước nhỉ?
cây chè to nhỉ. Nhưng mà cái quả đấy không biết nó rơi xuống nơi nào. Bên này. Ừ. Đây này. Ấy. Hai trái này nữa. Ok. Rồi. Úi giời. Úi đây này. Nó ra được quả nào phải đấy quả đấy. Ừ. Nó vẫn xinh ngon. Nào. Qua đây, qua đây. Mấy quả đấy là chín lắm rồi đấy nhỉ. Alo ấy vụ cả vào đầu. Kiếp cái quả này nhìn ngon thật nhỉ. Hôm nay dụng vẫn chưa nhặt hết đâu mà.
Dạ. Con sâu. Hả? Con sâu. Con sâu, con sâu ở cây hoa. Con sâu ở cây hoa. Ủa dạ. Nào. Làm gì đây? Đây đây, cắt luôn cái gờ gờ này đây. Cái nhiều lắm đấy. Quế. Trái, trái, trái. Đừng cầm con cá mẹ nó. Cá mẹ đây. Nó. Quế. Con cua mẹ hả? Như này. Kéo lên nhưng mà nó lại xuống. Con cua mẹ. Cái này tí nó canh nhé. Cái gì? Gì đó?
Gì ngon? Em sớm được chưa không? Nhá. Chăn canh cho con nhá. Chăn canh. Cái gì này? Này ngồi xuống. Kẹt tay nhá. Đấy. Ngon. Ngon không? Ngon nhở? Ngon thật. Bác luôn ngon không? Bác ăn luôn ngon không? Có. Mai mẹ đi chợ mua cho em một cái thìa nữa nhở? À, thìa. Không, cái thìa. Thế này đi mẹ. Ngon. Tối mai mẹ mua đồ chơi thìa cho con nhá. Ok. Ok. Như đâu? Chỉ bỏ không gì nữa. Như đi ra, như ra. Ngon không em? Ngon không? Ngon ngon. Ăn. Ngon. Được rồi chứ. Em chưa làm được 2 bát đấy chị đi nè. Không có to nữa nhỉ. Ăn nữa không con? Nè, mâm mâm nữa không?
Nên chắc là... bằng cái này thôi. Nhường. Cái này thôi, nhường. Thế thôi. Không cần cao bên kia đâu mà nhường. Cầm này nhé. Mình cắm xuống dưới nhỉ. Mình cũng đóng cọc nữa. Không cần đấy. Không phải lợn đâu mà. Nữa đi. Ngay cái chỗ này.
bố đôi nhẹ thôi nhỉ. Chưa đi làm sao chỗ này nè. Ừ, ý chị bảo là cái này thì lấy cái tí nữa lấy cái đoạn đó. Được không? Được. Cặp đôi vào đó. Không phải chỉ lấy cái to à? Đó, lấy cái này thôi. Không ngọt chuồng lợn thì lấy cái này. Lấy cái to về làm lấy một dây rồi xế lên. Tính buộc vào cột này nó chắc. Như thế này nó đích. Nó chắc được.
Ê, đừng. Cho chung lên một tí. Từ từ, đến đó thôi. Xong rồi rồi bấm xuống đây.
Được chưa? Cao quá. Cái này nó cao hơn cái đất này rồi. Cái này là không tím. Cái này gỗ thì chỉ chọn lấy cái bên dưới này. Chị không cần làm như thế, làm như thế nó không chắc. Chị cứ luồn thẳng đi, luồn thẳng đi. Chỗ nào ấy Nguyệt ơi? Bên đầu bên kia. À, cái này thì chưa không được.
Bên này ngồi đây. Từ từ. Đoạn này đi, đoạn này đi. Xấu quá. Cái này đào ra một tí để cho nó. Không được đâu.
thật đấy. Lấy đi cho bác Nga ăn với. Này Sơn lấy đi cho bác Nga ăn. Viên ơi. Bên này cứng đi nhỉ?
Duyên ơi, sớm nay Duyên đâu rồi? Duyên đâu? Dạ. Nó em phải nói. Ôi, giống mà rau này. Xem chị Duyên nha con nha. Cháu sợ lắm ạ. Cứ Nguyệt cứ chọc vào đi, tí nữa là vun vào một phát là được. Em cho đất xuống thấp quá, mai nó ấy lên đấy. Cắt tát này ra dễ được không? Vâng chứ. Vâng. Rồi cây này nữa này, cắm xuống đây. Cắm xuống đây. Hết rồi nha, xong rồi, trồng xong rồi. Đi về nhà đi, đi xuống nhà đi. Ý, đi chạy máu nha bây giờ. Về đây chạy nha. Mua một cân à? Ừ. À đâu 30 nghìn đấy. 30 nghìn. Rau cải này mai tỉa đi bán được. Có nhiều xấu quá mà. Đi 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 đi. Nguyệt ơi, lợn chết rồi Nguyệt ơi. Nguyệt ơi, lợn chết rồi. Nguyệt ơi, lợn chết rồi.
vừa mua về được có mấy ngày là chết rồi. Thế nó ra ngoài chị thôi. Vừa mua về. Em nên lấy xẻng, lấy xẻng để chôn đi. Thank you.
như kia có chai chai gì cả.
Chị được đầy rồi đấy người ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái bé mình thả xuống áo mình đi. Dạ. Cái bé là mình chọn những cái con như thế này để thả xuống áo. Chỗ kia cái chỗ bên dưới chỗ hóa xuống kia nó không thấy gì. Thấy không người đây? Ăn nó cái cỏ đây nó. Kia còn quả kia. Cái cỏ bé bé tối nấu rồi nhỉ, nó cay. Bắt cái quả đấy vào. Nó cứ vị ấy nhỉ. Không, vớt ba cái nó để bóng trên thế này. Cho bà là nhà cùng tôi về 5.000 thôi.
Mẹ tiền tiền nữa. Nửa chai thì bao nhỉ? 15. Ăn nhà bà ấy. Úi, chai. Đi mò đấy à? Cá lên đến bờ họ tranh nhau cho bằng hết. Ba hỏi Nguyệt nè. Xin được con gái được mấy cái sớm. Có, phải chụp ảnh hồ sơ. Mà cháu bỏ quá cái này mà mày. Có 2 cân. Lấy 2 cân rồi. Mưa bố bán chà mơ thạch bố hôm sắc mặt của bánh nâu. 2 cân nữa. Đã phải chấm nhiều hơn ngay hơn. Chính ra. Như vừa lấy chấm nhiều. Yo tôi tha bỏ hết cho mày khỏi mẹ ăn nói nè. Con này bán 10.000 một cân thôi. Túi xanh này. Sao ngon. Vừa lấy hôm qua hôm kia hôm qua hôm kia. Con này có gọi là béo không? Không bỏ đi. Rồi đây nhé. Bắt lần. Bỏ ở đây, tí về quay về cho mà lấy. Bỏ đi. Mua hộp của một tí nữa. Cháu về quay về đi. Thôi chú đi thôi. Bây giờ xưa lắm. Anh thịt cân nè. Cân tươi tí. Mấy cân? Đồng là 7 cân. Không ngược. Cái này là ở ao. Bảy viên như này. Cho lô bán nốt 10.000. 10.000 một cân nhỉ. Cái này là mình lấy chanh thì bỏ rồi. Cắm nước chanh thì mòn ra thằng con khi nó bị ngứa. Nó bị mát. Bảo lấy cái hộp mát thì bắn. Tiền là con về cũng mà thôi. Không có tắm chanh à? Tắm chanh nó mòn ra. Ngắn cả chua rồi tốt. Đun chua. Tắm cá à? Ba lấy cái. Nhà ai mua đi dài đâu. Mặt đất thôi. Thôi. Mình còn đang bảo lấy 2 cân. Mấy cái đó. Ra lấy 1 cân thì sao đã lốt. Đây đang ngồi lấy cái gì. Hai để cái
cái mà phải là cái đại có cái thôi. Cái này thì là chắc ha, thì hàng thì chúng làm chắc không đảm bảo, lấy cái không tiêu tốt, người hoàn thôi. Để giao tiền đó, không được á. Cô hỏi nhiều nữa chứ không? Đó đâu có nói gì cái nó phải chặt hắn hắn không được cái này vào lúc thì nói mà thầy cứ cháu mình nằm á còn có nữa mẹ bà ơi cháu lấy cái bao này nhá khao ón cái lô nó ăn này cái lô lì cỏ không bình ổn đồ này nhờ tôm ấy thả vào cái chỗ sâu sâu mới được nhiều cá mới được nhiều tôm đó hôm anh có con tôm ở trong à con tôm ở trong tôi ăn kem một tí nữa sao ê
thơm được tấp chân nữa. Gần 1 cân nữa kìa. Hả? Một cái này phải gần 1 cân nữa kìa. Về ăn cơm đi. Tới đây về ăn cơm nào. Đừng nghịch nữa, đi rửa tay đi. Cho mẹ với. Ê ưu, hê. Hê, hê ưu. Đâu nhỉ? Đây cái chè em đấy. Chị Duyên cho em sơn một cái chè nào. Đây. Nào em sơn làm thế. Ăn xiết bát cơm rồi. Thế á. Ăn tôm đi con. Tôm nhá. Chan canh không? Cô giáo mơ. Tôm, chan canh nha. Con tôm. Con tôm. Không ăn à? Chè tôm. Chè tôm à? Ăn đi, được rồi. Nào cơm ấy. Cầm bát ăn, được rồi, xúc cơm. Nào. Không chan nữa. Xúc cơm ăn đi. Con cầm ăn đi. Còn quá nhỉ. Con xúc ăn đi nhá. Con tôm thôi ăn, con tôm mẹ bóc con tôm nhá. Con tôm bé. Ăn không? Nóng á? Mà con bắt được cá. Thế á? Ở đâu vậy? Ngon đấy nhỉ.
gia vị. À, ngon lắm nhỉ. Nhâm được chưa? Con thổi đi nhá. Ăn được. Người ăn được nhiều à? Máu đi chăn lợn không? Ném gì đấy? Cá, cá, cá. Cái gì? Cá, cá gì? Quay thì chỗ này ta. Em bắt được lợn nè. Bắt được lợn nè. Con ít về đây con ơi. Đi 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 đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Lớp cất nhà em nha. Đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Con lợn ăn này, con ra đây cho con lợn xem con lợn ăn này.
có 10.000 đã trăm lưỡi. Bạn cứ đồ hát mãi mãi hết á. Ấy là hôm nhăn khổ sâu hơn thế. Cô dâu đi chị ơi. Mua rau cải không chị? Mua rau cải đi. Đây này. Mua rau đi anh ơi, 5.000 một bó to lắm. Bây giờ lấy không quay ở nhà rồi, tầm chiều chiều được không? Đáng không rau này, không đắng đâu. Giống như rau cải ta của mình ấy. Rau cải mình tự lấy giống hơn. Đâu vậy? Sao quả cái nương cái ta mình ấy hơn thì bỏ đi. Cảm ơn. Thôi chị dên một cái.
Đấy chị Duyên đi ngồi với em Sơn nhé. Bố cái này ra đó. Này, này con này con này. Cái đấy cô không lấy được. Sơn nhờ khủng hoảng tuổi lên ba. Con cháu ấy không được nói láo thế chứ. Hả Sơn, ý này mẹ lấy ra cho cầm cái áo đi im nào.
mâm cho bác này, không cầm búa rơi xuống chân đau lắm. Ca kia đi đâu rồi? Lên ơi, dưới đây con chó ơi nha. Vâng. Đi ra tận đây rồi này.
thôi con ạ. Sao? Đi đánh nhau nhỉ? Sơn dế này. Trên sơn dế đó. Tí mặc áo dế rồi nhá. Cá đó, đó, sơ sơ. Cá đó, nhớ. Cá đồng dầu em nóng thế. Em xuống rồi đấy. Em nấu xuống rồi đấy. Đây đây. Rồi đi.
thì làm nhà nhé. Đưa mẹ nhớ con lợn rồi nhá. Mẹ nhớ con lợn. Mẹ nhớ con chó mà. Đi. 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 Đi.
Rau nhá. Ở đây đợi mẹ nhá. Đứng đấy không đi đâu đâu nhá. Con nhặt rau cho mẹ đi. Cho rau vào bụi.
đi con ơi. Còn photo các bạn lấy xong là
buổi sáng. Cái này ít thôi, xong rồi lấy cái kia. Mượn trước. Mượn thôi. Có mời nhà mình ăn không? Cái này còn một
Đi chồng nhau, đi chồng nhau với mẹ đi. Con.
Thank you.
Ờ, đi ra con lợn nhá. Cẩn thận nhá. Thích không con? Bé bé. À, cho con. Để đứa nào. Con gà. Dạ. Con gà của ai? Mẹ ơi, cô gà. Là thuốc của con gà đấy. Mà.